và ngoài trừ những điều này ra đấy, thì có một điều khác cũng có thể là có sức ảnh hưởng đối với lại giá của BTC đó chính là chúng ta sẽ thấy là ngày mai thực ra nó chính xác hơn đó, là 12 giờ đêm Cali hôm nay có nghĩa là khoảng 2 giờ chiều ngày hôm nay tại Việt Nam. Các bạn nào mà xem video thì 2 giờ chiều ngày thứ 6 tại Việt Nam chúng ta sẽ thấy là hợp đồng option của BTC đáo hạn có nghĩa là quyền được mua và quyền được bán đó call và put thì các bạn sẽ thấy được là cái điểm max pen là ở mức 30.000 đô nghĩa là cái mức giá hiện bây giờ có phải đây là lý do tại sao mà BTC vẫn chưa có xu hướng rõ ràng tại vì chúng ta phải đợi vài tiếng đồng hồ nữa cho đến khi nào mà hợp đồng option đáo hạn hay không cũng có thể điểm max pen là 30.000 đô là mức giá hiện tại và hôm nay chúng ta cũng có một bài viết thống kê chi tiết hơn là giá BTC ở cái mức nào thì chúng ta mới thấy là nhiều người có lợi nhất. Nếu như mà giá BTC ở mức là 30.000 đô đó thì nhiều trader sẽ lỗ nhất. Tại vì những người mà mua hợp đồng đó quy được mua hay quy được bán họ đều sẽ bị lỗ ở mức là 30.000 đô. Nhưng mà nếu như mà giá BTC đó ở mức là 29.000 tới 30.000 đô đó chúng ta sẽ có là cây bên đánh xuống đó để hiểu đơn giản đi. Còn như là bên put sẽ có lời là 115 triệu nếu như mà giá đó xây quanh cái mức hiện bây giờ từ 30.000 tới 32.000 đó thì chúng ta sẽ thấy được là hai bên cân bằng với nhau, không bên nào được lợi hết ở mức giá này từ 30 tới 32.000. Từ 32.000 tới 33.000 đó chúng ta thấy được là cái bên tính lên có nghĩa là cost sẽ có lợi và sẽ có lãi là 160 triệu. Nếu như mà giá BTC đó có thể lên từ 33.000 tới 34.000 đó thì chúng ta thấy được là cái bên tính lên sẽ có lợi tới 225 triệu. Cho nên bây giờ nếu như mà giá tăng đó thì cái bên đánh lên sẽ có lời nhiều hơn là bên đánh xuống Nếu như mà giá ở mức này từ 30 tới 32 ngàn thì hai bên sẽ cân bằng với nhau không bên nào được lợi hết Đó chính là cái tài liệu option mà Thùng muốn mang đến cho các bạn chỉ còn vài tiếng nữa thôi 2 giờ chiều giờ Việt Nam hay là 12 giờ khuya ngày hôm nay là sẽ hết hạn Và ngoài chuyện này ra đó chúng ta cũng tiếp tục thấy cái Lunar drama hầu như là không có ngày kết thúc Hôm nay chúng ta lại nghe nói thông tin đó là có một cái tài liệu được chia sẻ ở bên Hàn Quốc đó, đó chính là cái đài KBS News. Tài liệu này đó ở Nam Hàn cho thấy được là có khả năng là cái công ty, không nói riêng là DoCon, nhưng mà cái công ty Terraform Labs đó có dính dáng tới việc là rửa tiền tổng cộng là 4,6 triệu đô la đã rửa thông qua một công ty rỗng, nghĩa là một công ty ma đó có tên là Company K, công ty K. Chúng ta vẫn chưa biết thông tin chi tiết như thế nào nhưng mà đây là cáo buộc mà đã được chia sẻ từ KBS News. Thêm vào đó nữa đó chúng ta thấy là đời cáo buộc này đã cũng đã có một số dẫn chứng được chia sẻ bởi Fatman có một số những dữ liệu cho thấy được là một số người làm việc cho Terraform Labs cũng làm việc cho công ty Company K này và chúng ta cũng thấy một số dấu hiệu là dựa theo dữ liệu của cục thuế Hàn Quốc đó đã có 4,8 triệu đô la nghĩa là 6 tỷ won đã chuyển từ Terra đến cho Company K này cho nên đây là cái sự dính líu giữa hai công ty này nhưng mà có thật hay là không chúng ta vẫn chưa biết những cái tài liệu chi tiết và đây không phải là cái sự cáo buộc đầu tiên trong tuần này đâu chúng ta đã thấy được là vài ngày trước chúng ta có nhiều thông tin nổi lên nói là một trong những cái giao thức đó gọi là Mirror Protocol đây là một cái giao thức mà cũng được tạo ra bởi telephone Labs và họ lưu trữ rất là nhiều đồng quản trị và họ dùng cái quyền lực đó để mà bỏ phiếu làm thiệt hại rất nhiều nhà đầu tư. Đây tiếp tục là những lời cáo buộc đến từ khắp nơi. Thì Do Kwon thường nghĩ là trong thời gian một năm tới sẽ rất là bận biệu và sẽ tốn khá là nhiều tiền về mặt pháp lý. Bây giờ Thuận sẽ cập nhật với các bạn đó là sau cuộc bỏ phiếu đó thì kết quả như, như thế nào? Đây là cuộc bỏ phiếu về tham lam hay là sợ hãi. Thì để nhắc lại đó câu hỏi là Warren Buffett đã từng nói hãy tham lam khi mà người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi mà người, người khác tham lam. Nhưng mà ông ấy, lại lại quên nói là rất nó khó để phân biệt là mình đang tham lam hay là sợ hãi Vì thì bạn đang tham lam hay là sợ hãi hay là mình chỉ thể ăn buffet Thì dựa theo cái số lượng người bỏ phiếu nhiều nhất đó chính là ở trên Telegram là 2.500 bạn thì cái số lượng người này hầu như là 50-50 Các bạn thấy được là 32% nói là đang sợ hãi 33% nói là tham lam chúng ta có thể nhìn vào cái câu hỏi tương tự ở trên uh, YouTube cũng có rất nhiều bạn đã bỏ phiếu là 2.400 bạn chúng ta được là cái sự bỏ phiếu này khác một chút ở trên YouTube đó thì 37% các bạn nói là đang tham lam 28% nói là đang sợ hãi có nghĩa là nghiêng về là nhiều bạn nói là mình đang tham lam hơn và chúng ta có thể nhìn kết quả ở trên Twitter thì có khoảng chừng là 819 bạn bỏ phiếu thì kết quả cũng tương tự như là YouTube YouTube và Twitter đã kết quả giống nhau Telegram thì kết quả cân bằng nhau hơn. Thì ở trên uh, Twitter cũng tương tự, 38% nó là đang tham lam, còn 28% nó là mình đang sợ hãi. Cái câu nói này của Warren Buffett uh, nghe thì rất là triết lý, nhưng mà thật ra đó, cái điều khó nhất ở đây là các bạn làm sao biết được là các bạn đang nằm trong số ít người hay là số đông người. Giống như bạn là một người mà nghĩ mình đang tham lam tại vì phần đông đang sợ hãi thì làm sao bạn có thể biết chắc chắn được là mình đang ở số ít Nếu như mà ngược lại đó, thật ra bạn đang ở số đông là bạn là 37% đang tham lam thì bên sợ hãi đó là chính xác hơn Cho nên các bạn đang nghĩ là mình đang trong số nhiều hay là số ít Các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này Và tôi cũng muốn thống kê cái kết quả bỏ phiếu của chu kỳ tâm lý thị trường à, thường đã làm nhiều video về chu kỳ tâm lý thị trường rồi thường cũng đã chia sẻ với các bạn uh, trên uh, kênh thuận capital đã nhiều lần và chi tiết hơn thì đây là một cái chu kỳ tâm lý thị trường cho tất cả thị trường tài chính không phải là chỉ riêng crypto đâu nhưng mà chúng ta cũng mượn cái mô hình này để mà chia sẻ về thị trường crypto thì chúng ta có thể được là một cái uh, Chu kỳ tâm lý đó sẽ chảy qua một số những tâm lý như sau. Bắt đầu lúc nào cũng sẽ là từ hoài nghi, có nghĩa là lần tăng này đó các bạn nghĩ là sẽ không thành công. Như những lần khác, đây chỉ là một cái sóng hồi mà thôi, đây chỉ là một cái màu xanh giả dối. Đó chính là cái sự bắt đầu của một sự tăng trưởng, rất nhiều người hoài nghi. Sau đó giá tiếp tục tăng thêm một chút đó, chúng ta bước vào cái dùng gọi là hy vọng. Nhiều người hơn đã nghĩ là có thể thực sự lần này đó, nó có khác và có thể là khôi phục. Cũng như chúng ta đã trải qua bao nhiêu đợt đó, nhiều người hoài nghi khi mà giá bắt đầu có sự tăng trưởng từ khoảng chừng là 5.000 đô thời điểm năm 2019. Đó. Lúc đó nhiều người cũng không có tin, nhiều người nghĩ là không phải đâu, đây đó chỉ là một cái sự giả dối mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được là càng tăng thì càng có nhiều người có nhiều hy vọng hơn. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua lạc quan. Lạc quan là lúc mà thật sự nhiều người đã nghĩ là thị trường lần này thật sự lên có nhiều dẫn chứng rồi và chúng ta thấy cái sự sôi so động bắt đầu trở lại và niềm tin là cái bước kế tiếp khi mà giá tiếp tục tăng lên nữa thì chúng ta được niềm tin là lúc mà mọi người bây giờ đã đã nghiêm túc hơn và nói là bây giờ hãy tập trung và đầu tư phấn khích là cái bước kế tiếp đó chính là khi mà mọi người đã cảm thấy được là đang rất là vui và sẽ mua thêm bằng margin, mượn tiền mua thêm, thậm chí nói người thân nên mà mua thêm, đó chính là phấn khích. Nhưng mà đáng tiếc, phấn khích đó, là chúng ta đã gần tới đỉnh rồi hưng phấn đã đỉnh. Lúc mà các bạn nghĩ đó tôi là thiên tài tất cả chúng ta sẽ giàu và thị trường bây giờ đó đã quá tốt và sẽ mãi mãi không có đi xuống nữa chúng ta sẽ đi vào siêu chu kỳ vân vân sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái dùng kiêu căng có nghĩa là bắt đầu là giá có cái sự giảm xuống rồi hồi phục lên một chút nhưng mà cái mức mà hồi lên sẽ lúc nào cũng thấp hơn là cái đỉnh và chúng ta sẽ thấy được là đó là cái dùng kiêu căng có nghĩa là chúng ta nghĩ đây chỉ là một cái sự điều chỉnh cần có mà thôi giá sẽ tiếp tục tăng sau đó nhưng mà sau đó giá không tăng sau khi mà có cái sự hồi một chút đó là tiếp tục đi xuống thêm nữa chúng ta sẽ đi vào cái dùng gọi là lo ngại thì lo ngại đó là chúng ta sẽ có những cái cảm xúc như là tại sao tài khoản margin của tôi bị cháy, đợt này thị trường xuống nhiều hơn là dự kiến. Sau đó chúng ta đi vào cái dùng gọi là phủ nhận, phủ nhận khi mà giá xuống nữa là các bạn sẽ nghĩ là tôi đầu tư vào những dự án tiềm năng, giá sẽ tăng trở lại. Nhưng mà giá không tăng trở lại mà là tiếp tục xuống nữa chúng ta sẽ đi vào dùng gọi là hoảng loạn. Ai cũng bán tôi cũng cần phải thoát ra các bạn đang hoảng loạn và sau đó giá tiếp tục xuống nữa và không có dấu hiệu hồi nào luôn các bạn sẽ đi vào dùng gọi là đầu hàng đầu hàng nghĩa là tôi đã bán hết không thể nào để lỗ thêm. Rồi sau đó đó các bạn còn lại lại đi vào cái tâm lý là phẫn nộ, phẫn nộ có nghĩa là giá đã quá thấp rồi. Tại sao vẫn còn người bán, ai đang sót thị trường này? Tại sao mà thị trường có nhiều tin tốt mà thị trường vẫn đang đi xuống? Tại sao chính phủ không cấm việc thao túng thị trường vân vân? Đó chính là cái phần phẫn nộ. Rồi chúng ta bắt đầu đi và cái dùng gọi là chán nản, chán nản như là những người giảng lai like đã đi hết. Chúng ta chỉ còn là những người thật sự có lòng tin dài hạn mà thôi. Nhưng mà vẫn đang nằm trong Tình hình là chán nản, không muốn đọc tin tức, không muốn xem thuận khắc video. Các bạn nào mà trải qua năm 2017 cũng đã biết cái cảm giác này rồi. Hay là chúng ta nói tới thời điểm hè của năm ngoái đó, thì các bạn sẽ có những cảm giác như là tiền tôi đã mất, tại sao tôi đầu tư quá nhiều, tôi là hằng ngốc, vân vân. Rồi chúng ta đã bắt đầu một cái chu kỳ mới gọi là hoài nghi, và sau đó lại tiếp tục có sự tăng trưởng mà cứ lặp lại. Và cứ đập lại các bạn có thể nhìn bất cứ một tài sản nào và các bạn có thể áp dụng cái chu kỳ tâm lý này Các bạn sẽ thấy được cái sự chính xác nó như thế nào Nhưng mà cái điều khó đây cũng giống như là câu nói của Warren Buffett là chúng ta làm sao biết được Chúng ta đang nằm ở cái vùng nào của chu kỳ tâm lý thị trường Cho nên tôi muốn hỏi các bạn là các bạn nghĩ chúng ta đang ở đâu Thì câu trả lời đó ở trên Telegram là có 3.267 bạn bỏ phiếu thì phần lớn luôn 27% các bạn nghĩ chúng ta đang nằm ở cái dùng chán nản Dùng chán nản đó là ngay thời điểm này có nghĩa là chúng ta sắp sửa chuyển qua hoài nghi Bất cứ một sự tăng trưởng nào đó chúng ta cũng sẽ nghĩ đó là một cái sự tăng giả dối Và không phải là dấu hiệu hồi phục Và sau đó chúng ta đã biết là tiếp tục thì chu kỳ như thế nào rồi Đó là phần lớn các bạn nghĩ chúng ta đang nằm trong cái dùng chán nản này Kế tiếp tới cái phần mà cao thứ nhì Đó chính là nhiều bạn nghĩ chúng ta đang nằm trong dùng hoài nghi Có Nghĩa là chúng ta đang nằm trong cái dùng này những cái đợt tăng trưởng đó mọi người đều rất hoài nghi lần này đó đều là một cái sự tăng giả dối không phải là sự hồi phục thật sự cái số bạn đó là người chúng ta đang nằm trong đó là đứng thứ nhì 17% kế tiếp nữa chúng ta thấy được là 14% là nói chúng ta đang nằm ở trong cái vùng lo ngại lo ngại là nằm ngay đây những bạn nào mà nghĩ chúng ta đang nằm trong vùng lo ngại nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục thấy giá xuống thêm nữa chúng ta phải trải qua thời điểm phủ nhận hoảng loạn, đầu hàng, phẫn nộ rồi mới tới chán nản chúng ta phải trải qua thêm 1, 2, 3, 4 cái giai đoạn nữa chúng ta mới thực sự là hoàn toàn chán nản đó chính là cái số bạn nhiều thứ ba bỏ phiếu và đây là kết quả bỏ phiếu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì có rất nhiều bạn nói là chúng ta hay nhìn vào những cái biểu đồ này thì các bạn biết những cao vôi cũng biết, những nhà tạo lập thị trường cũng biết Tất như là thường, thường hay dành thời gian để mà chia sẻ nhiều thông tin với các bạn đó thì nhiều bạn cũng nói điều tương tự. Đó chính là đây là thông tin, đây là những gì mà những nhà tạo lập thị trường muốn cho các bạn thấy mà thôi. Thì thật ra mà nói đó, nếu chúng ta cứ nghi ngờ như vậy thì các bạn sẽ rất khó để mà đầu tư. Giống như là các bạn nghĩ những thông tin này là những thông tin mà những cá voi những nhà tạo lập thị trường muốn cho các bạn biết. Nhưng mà thật có thể nói ngược lại là những nhà tạo lập nghĩ là các bạn đọc những thông tin này nghĩ là đây là điều mà họ cho các bạn biết cho nên các bạn làm ngược lại nhưng mà thật ra đây là thông tin thật họ chia sẻ để lừa các bạn làm ngược lại để họ chụp lại thì các bạn nghĩ sao cho nên các bạn đều là chúng ta cứ hoài nghi hoài nghi vậy hoài để các bạn sẽ rất khó để mà đầu tư và lý do thường chia sẻ thông tin này đó là tại vì các bạn nên biết là tất cả đó chỉ là công cụ mà thôi Các bạn có thể xem kênh của Thuận Capital, các bạn có thể xem kênh khác Các bạn có thể là đọc thông tin trên mạng, các bạn có thể là hỏi những người mà các bạn nghĩ là biết nhiều hơn Các bạn có thể phân tích kỹ thuật, Thuận có thể chia sẻ với các bạn là tất cả chỉ là công cụ mà thôi Ngay cả các bạn nghĩ đi, giống như chúng ta nói tới phân tích kỹ thuật đi thì các bạn thấy được Phân kỹ thuật các bạn có thể vẽ những cái biểu đồ, các bạn có thể là vẽ những cái đường hỗ trợ hay là những cái nơi mà ngăn chặn giá cả thì chúng ta nên biết là các bạn biết người khác cũng biết thì các bạn dùng được người ta cũng có thể dùng được cho nên tất cả chỉ là công cụ mà thôi điều quan trọng đó là các bạn dùng những công cụ này và các bạn có thể đưa ra quyết định gì cho bản thân của mình đó mới là điều quan trọng cho nên tới cuối cùng đó người ra quyết định vẫn là bản thân của các bạn và cuối cùng đó thường vẫn nghĩ là chúng ta cũng cần phải có một cái lập lượng đầu tư và một cái lòng tin vững chắc đó thì sẽ tốt hơn và các bạn có thể là có một cái chiến lược dài hạn cho đúng nào trên kênh này tôi cũng chia sẻ với bạn là chúng ta cần phải có chiến lược dài hạn chứ Trong thì ngắn hạn đó, bất cứ một cái thông tin nào cũng có thể làm thay đổi tất cả Các bạn đã nhớ rồi giống như là cách đây khoảng chừng là đừng nói tới là vài tuần Cách đây khoảng chừng là vài ngày thôi bao nhiêu người là kêu gọi là giá BTC đó Trong thời gian là một tuần, hai tuần sẽ rớt xuống chỉ còn có 15 000 17 000 Nhưng mà các bạn thấy là không những là không tiếp tục rớt xuống mà đi từ 25 000 cho tới 30 000 Nếu như mà các bạn nghe theo thì các bạn cũng đã bỏ lỡ cơ hội Nhưng mà ngược lại Ngay bây giờ cũng có thể là nhiều người nói với các bạn là ngày mai ngày mốt Giá có thể tiếp tục tăng nữa Nhưng mà thật ra ngày mai ngày mốt đó cũng có thể là có tin xấu Có thể là chúng ta thấy được là hai tuần nữa đó Fed đột ngột nói là không tăng lãi suất 0,5% Mà tăng lãi suất 0,75% Thị trường sẽ toàn một màu, màu đỏ Cho nên ngắn hạn các bạn rất là khó để mà định ra cái xu hướng trên nên thôi lúc nào cũng muốn các bạn nhìn dài hạn nó sẽ dễ hơn và các bạn có thể là có những cái chiến lược tốt hơn dài hạn giống như chúng ta nói tới là nếu cứ thường hỏi các bạn là trong vòng 5 ngày tới đây thời tiết sẽ, sẽ ra sao thì các bạn sẽ rất khó để mà đoán chính xác được nhưng mà nếu như thường hỏi các bạn câu hỏi đơn giản hơn là các bạn nghĩ là bây giờ là tháng 6 cho đến tháng 12 đó thì thời tiết ở Hà Nội là nóng hay là lạnh các bạn sẽ dễ ra cái quyết định đó hơn cho nên thường lúc nào cũng khuyến khích cho bạn là có một cái suy nghĩ đầu tư dài hạn đó là suy nghĩ cá nhân của thường mà thôi đương nhiên việc đầu tư các bạn nên thường chỉ có thể là cung cấp thông tin và các bạn tự ra quyết định cho bản thân của mình đó là điều mà thường muốn chia sẻ ở đây và ngày hôm qua đó thường có chia sẻ thông tin liên quan tới CEO của ngân hàng Chase đó, là Jamie Dimon nói là chúng ta nên gồng mình để mà đối đầu với một cơn bão kinh tế thì nhiều bạn không nói là chúng ta không nên tin Jamie Dimon thì Thuận cũng có đã từng chia sẻ với bạn rồi chúng ta cũng không nên tin tưởng nhiều người trên thị trường tài chính tại vì người ta càng có chức vụ cao càng đứng đầu những công ty lớn đó, thì người đó lại càng có trách nhiệm để mà mang đến lợi nhuận cho họ và cho những người đầu tư với họ cho nên các bạn thấy được là Jamie Diamond là một trong những người mà thường không bao giờ nói riêng về Jimmy Diamond thôi chỉ muốn chia sẻ là đây là một trong những cái chiến lược rất là bình thường mà thôi các bạn có thể được là nhiều người đó có thể đưa ra những cái thông tin mà họ biết là khi mà họ nói đó thị trường sẽ có cái sự trao đảo và họ sẽ trục lợi vì họ biết là lời nói của họ có cái cân nặng giống như chúng ta được là Jimmy Diamond hôm qua nói là thị trường sẽ rất là xấu trong thời gian tới đây nhưng mà thực ra có xấu hay là không và thực ra tại sao Jimmy Diamond nói như vậy đó thì chỉ có ông ta biết mà thôi nhưng mà tôi có thể chia sẻ với các bạn là trước đây chuyện gì đã xảy ra các bạn có biết là Jamie Diamond của ngân hàng Chase đã kêu gọi Bitcoin đó là trò lừa đảo là một cái Ponzi scheme đã chết tổng cộng là 223 lần. Jamie Diamond đã nói Bitcoin đó là không có giá trị và sẽ chết 223 lần này và chúng ta được là đã kêu gọi đó từ năm nào? Các bạn thấy được đã kêu gọi đó là từ năm 2014 cho tới bây giờ. Từ năm 2014 cho tới bây giờ, Jamie Diamond vẫn nói Bitcoin không có giá trị Lúc đó giá BDC chỉ có là 300 đô 400 đô mà thôi Và các bạn có biết Ngân hàng Chase và Jamie Diamond đã từng bị phạt tổng cộng là 48 tỷ 48 tỷ đô la họ bị phạt năm 2008 Vì lý do đó là họ có cái sự gian lận trong việc đầu tư chứng khoán Cũng như là họ đã nói dối về cái sự kiện khung quản tài chính năm 2008 Các bạn thấy rồi năm 2020 đó Hai năm trước đây Ngân hàng JP Morgan cũng đã bị phạt 920 triệu vì lý do là làm giá thị trường vàng và thị trường bạc. Và các bạn thấy được là vì lý do làm giá đó đó họ đã có thể trục lợi được tới 5 tỷ đô la. Đó là nói riêng gì mà họ đã làm trước đây mà thôi chúng ta có thể nói là năm 2017 Lúc đó đó là JP Diamond đã nói gì thời điểm đó và lúc đó đó mỗi lần mà Jamie Diamond nói về Bitcoin đó thì giá cả đi xuống. Lúc đó là các bạn thường thị trường rất là lo sợ và người ta rất là tin Jamie Diamond thời điểm đó, nhất là khi nói về Bitcoin và ông ta lúc nào cũng nói xấu Bitcoin hết và hồi tháng 9 của năm 2017 đó thì Jamie Diamond nói là Bitcoin là một trò lừa đảo. Sau đó giá đi xuống ngay lập tức, thường nhớ là xuống tới 30% chỉ vì lời nói của Jamie Diamond mà thôi Chứ bạn đã thấy được là Jamie Diamond hôm qua nói về thị trường chứng khoán giá nó như thế nào rồi Thì năm 2017 đó sự ảnh hưởng cũng lớn như vậy Bây giờ đây Jamie Diamond hầu như không còn sức ảnh hưởng nhiều nữa Nhưng mà năm đó vẫn còn Và chúng ta thấy được là sau đó giá xuống hai mươi mấy 30% phần trăm Rồi các bạn có biết là cuối tuần đó ai đi thu mua BTC hay là không Đó chính là không ai khác hơn Các bạn đã thấy rồi JP Morgan Security là người mà đứng ra để mà thu mua thời điểm đó cho các bạn hiểu là đây là một người mà thật ra dựa theo lịch sử mà thôi con người ông ta như thế nào thì nhiên không nào biết được nhưng mà dựa theo lịch sử đó thì Jamie Diamond là một người không đáng tin khi mà ông ta đưa ra thông tin thì thường ông ta làm ngược lại để mà trục lợi và cho đến bây giờ các bạn thấy được là ông ta vẫn nói là bây giờ mình cũng không thích được lắm nhưng mà TP Morgan lại là một những ngân hàng đứng đầu về việc chấp nhận ủng hộ Bitcoin và crypto hiện tại và có sản phẩm cho khách hàng chỉ muốn chia sẻ một điều đó với các bạn mà thôi Và thật ra không phải chỉ riêng là Jamie Diamond đâu Các bạn thấy được là rất nhiều người cũng áp dụng những chiến lược tương tự như là Bill Ackman Bill Ackman á, là một trong những nhà đầu tư lớn ở Hoa Kỳ Và khi mà chúng ta thấy được dịch bệnh á, xảy ra vào tháng 3 năm 2020 đó Thì Bill Ackman biết mình là một người nổi tiếng và nhiều người theo dõi mình Cho nên Bill Ackman đã lên TV Và trong một phỏng vấn đó trước hết trước khi lên phỏng vấn đó, thì Bill Ackman đã thuyết nói là tổng thống Donald Trump thời điểm đó, đó là nên đóng cửa Hoa Kỳ lại và không có hoạt động tại vì dịch bệnh sẽ lây lan và sau đó Bill Ackman lên trên đài truyền hình và bắt đầu là la làng lên nói là chúng ta thấy được là tất cả sẽ về con số 0 những cái công ty như là khách sạn cũng sẽ về con số 0 chúng ta thấy được là Hoa Kỳ cũng sẽ về con số 0 tại vì dịch bệnh này và khiến cho thị trường nó là một màu đỏ ngày hôm đó và sau đó mới biết được đó là công ty của Bill Ackman trước khi mà ông ta lên TV đó đã short thị trường này và bản thân Bill Ackman nói đó là đã mua bảo hiểm để mà khi mà giá đi xuống đó thì bảo hiểm phải đền cho ông ta và kiếm được rất nhiều tiền vì những gì ông ta nói và sau đó, đó thì Bill mình nói gì? Bill mình sau đó nói là bây giờ đó thì tình hình nó đã đỡ hơn và chứng khoán đó đang rất rẻ và ông ta lại đi thu mua trở lại sau khi ông ta đã sốt kiếm tiền Rồi sau đó nói bây giờ thì chị đã đỡ hơn lấy tiền đó để mà tiếp tục mua chứng khoán Các bạn đã thấy được là đây là cách làm không phải chỉ riêng một người mà rất nhiều người Cho nên các bạn đọc thông tin đó Các bạn càng đọc nhiều các bạn sẽ càng có cái sự hiểu biết nhiều hơn là các bạn có nên tin Và tin bao nhiêu Và chúng ta sẽ kết thúc cái video này đó Chia sẻ một số những dữ liệu on chain Thì gần đây thường ít chia sẻ dữ liệu on chain hơn Tại vì gần đây đó, tình hình on chain nó hầu như là không có động thái nhiều các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái số lượng bịch hồi này bầu rút ra đó thì tính theo ngày Mỗi thanh một ngày thì chúng ta thấy được là gần đây đó không có nhiều cái sự thay đổi Có ngày là có nhiều BTC hơn, có ngày là có ít BTC hơn à, Nói chung đó thì cái số lượng bịch không trên sàn đó không thêm mà cũng không bớt cứ đi hàng ngang Và chúng ta thấy được là hai ngày trước đây đó thì có nhiều BTC nạp vào hơn là rút ra Nhưng mà hai ngày, ngày hôm nay và ngày hôm qua đó thì lại có cái dấu hiệu là rút ra nhiều nạp vào nhưng mà con số không đáng kể cho nên thường ít chia sẻ về Ethereum này khác một chút Ethereum chúng ta cũng thấy được là gần đây đã có dấu hiệu là có thêm Ether đẩy lên trên sàn và thật ra các bạn thấy được là đã 7 ngày liên tục chúng ta thấy dấu hiệu là có nhiều Ethereum hơn trên sàn con số đẩy lên cũng không phải là nhiều lắm nhưng mà đây cũng là một cái xu hướng chúng ta cũng nên quan tâm đến khác với lại BTC Ethereum thì có dấu hiệu đẩy lên trên sàn nhiều hơn và tính tới thời điểm bây giờ đó thì cái số lượng Bitcoin đang có lời là bao nhiêu dựa theo Classno bây giờ con số đó là 59,4% Không phải là con số cao lắm, vẫn là một con số thấp Nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó thì cái đường màu cam này vẫn chưa chạm vào cây dùng màu xanh lá cây hiện tại Và đây là tất cả những thông tin mà Thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Hôm nay video nó dài hơn một chút tại vì ngày mai và ngày mốt sẽ không có video Cho nên Thường muốn dành thêm thời gian với các bạn Và Thường sẽ gọi lại các bạn trong cái video kế tiếp và hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và một lần nữa đó muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thăm mô liên của thùng capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như bên nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a